Bến Tre là một trong 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tiếp giáp với Biển Đông và các tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long. Diện tích tự nhiên là 2.360 km2, trong đó có 65 km đường bờ biển, được hình thành bởi 3 cù lao: cù lao Bảo, cù lao Minh và cù lao An Quá. Do phù sa của 4 nhánh sông Cửu Long bồi tụ, gồm sông Tiền, sông Ba Lai, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên. Dân số khoảng 1,3 triệu người. Mật độ dân số trung bình 535 người trên km2. Bến Tre có 8 huyện và 1 thành phố. Với tài nguyên du lịch tự nhiên và bề dày truyền thống văn hóa phong phú trên cơ sở kế thừa và phát huy lợi thế của sông Mekong, người dân Bến Tre hiền hòa, thân thiện, chất phác. Thời gian qua, Bến Tre đã tập trung phát triển các loại hình du lịch như du lịch sinh thái, sông nước, miệt vườn, tham quan di tích lịch sử, văn hóa, du lịch cộng đồng homestay kết hợp với tham quan các làng nghề truyền thống, du lịch biển kết hợp với tham quan, tìm hiểu hệ sinh thái rừng ngập mặn, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, du lịch nông nghiệp. Phát huy chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở khai thác tài nguyên bản địa và giá trị từ cây dừa. Trong những năm vừa qua, tổng thu từ khách du lịch đến Bến Tre tăng trưởng bình quân 22-25% trên năm. Sau đại dịch Covid có sự biến động mạnh, đến nay đang từng bước phục hồi và tiếp tục phát triển. So với mặt bằng chung của vùng thì Bến Tre vẫn còn ở mức khiêm tốn. Tuy nhiên, Bến Tre luôn phấn đấu không ngừng nghỉ, mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2030. Căn cứ quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngày 17 tháng 11 năm 2023, tại quyết định số 1399, tỉnh Bến Tre đang tập trung mời gọi đầu tư các dự án về du lịch từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến hiện tại, tỉnh đang ưu tiên mời gọi đầu tư về du lịch trên địa bàn toàn tỉnh. Xuôi theo ba dải cù lao, cù lao Minh được bồi đắp và bao phủ bởi hai nhánh sông Hàm Luông và Cổ Chiên, bắt nguồn từ huyện Chợ Lách, mỏ Cày Nam, mỏ Cày Bắc và thành phố. Huyện Chợ Lách hiện đang ưu tiên mời gọi đầu tư ba dự án. Dự án khu nghỉ dưỡng khu vực Cồn Cái Gà thuộc ấp An Quà, xã Long Thới nằm trên sông Hàm Luông với tổng diện tích dự kiến 79,75 ha. Tiếp cận thuận lợi giao thông đường thủy với mục tiêu góp phần xây dựng làng văn hóa du lịch Chợ Lách trở thành trung tâm du lịch tham quan, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí hiện đại mang tầm quốc gia trên cơ sở khai thác các lợi thế sẵn có về tài nguyên văn hóa bản địa, tài nguyên thiên nhiên và sản phẩm nông nghiệp chủ lực đặc thù, tạo động lực cho sự phát triển bền vững ngành du lịch Chợ Lách, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa địa phương, hướng tới mục tiêu mang lại giá trị sống tốt đẹp cho cộng đồng dân cư. Dự án đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000. Hiện nay, huyện đang triển khai lập đồ án quy hoạch và xác lập thủ tục pháp lý. Dự án trung tâm điều phối làng văn hóa du lịch, trạm dừng chân thuộc ấp Lân Tây, xã Phú Sơn, nằm dọc trên tuyến sông Hàm Luông, quy mô dự kiến khoảng 3 hectare, tiếp cận thuận lợi giao thông cả đường thủy và đường bộ. Dự án hướng đến mục tiêu trở thành tạm dừng chân và là trung tâm điều phối để đón và phân bổ khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động trong làng văn hóa du lịch Chợ Lách. Dự án trung tâm thương mại cây giống và hoa kiển Chợ Lách thuộc xã Phú Sơn với tổng diện tích khoảng 1 hectare. Nơi đây đã phát huy truyền thống làm cây giống hoa kiển, người dân cung cấp các loại cây giống như xoài, mít, sầu riêng, mãng cầu, giống dừa các loại hoa như hoa giấy, hoa dạng thọ, các loại cúc, ớt, màu gà. Mục tiêu dự án hướng đến phát triển công nghiệp kết hợp phục vụ du lịch, tăng trải nghiệm cho khách du lịch, nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán. Dự án nhằm góp phần tạo sự phát triển và nâng cao giá trị cây giống hoa kiển, phát triển kinh tế nông nghiệp, kết hợp phát triển du lịch. Huyện mỏ Cày Bắc hiện đang tập trung ưu tiên mời gọi đầu tư dự án du lịch sinh thái các xã Tân Thành Bình, Thạnh Ngãi, Phú Mỹ, Thanh Tân, Tân Phú Tây với tổng diện tích dự kiến khoảng 75 ha. Dự án được hợp thành bởi nhiều khu vực khác nhau, phát huy lợi thế sinh thái, sông nước ven sông Hàm Luông nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của du khách. Huyện mỏ Cày Nam tập trung kêu gọi đầu tư hai dự án. Dự án làng dừa mỏ Cày Nam bao gồm 5 xã Thành Thới B, Tân Hội, Đa Phước Hội, An Thạnh, Định Thủy và thị trấn Mỏ Cày, quy mô dự kiến khoảng 352 ha. Với mục tiêu phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, trải nghiệm,
đẩy mạnh phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc thù của huyện gắn với phát triển du lịch, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của mỏ Cày Nam nói riêng, tỉnh Bến Tre nói chung. Dự án du lịch cồn Thành Long thuộc địa bàn xã Thành Thế A, giáp sông Cổ Chiên. Mục tiêu dự án hướng đến phát triển du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa lịch sử, truyền thống của vùng đất xứ Dừa. Huyện thành phố tập trung ưu tiên mời gọi đầu tư 3 dự án. Dự án du lịch sinh thái xã An Điền thuộc xã An Điền, huyện thành phố với tổng diện tích dự kiến 17 hectare, mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trú, ăn uống, tham quan, vui chơi, trải nghiệm của du khách, khai thác tiềm năng du lịch, phát triển cơ sở vật chất du lịch và nâng cao giá trị ngành du lịch, giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách địa phương. Dự án du lịch biển Cồn Bửng thuộc xã Thành Hải, quy mô dự án dự kiến 147 hectare và dự án du lịch biển Thành Phong thuộc xã Thành Phong, tổng diện tích dự kiến khoảng 52 hectare với mục tiêu khai thác tài nguyên bãi biển, rừng ngập mặn, hướng đến xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển gồm các hạng mục phục vụ lưu trú, ăn uống, tham quan, vui chơi giải trí biển, phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước. Nằm cạnh bên Cù Lao Minh, tiếp giáp bởi dòng sông Hàm Luông là Cù Lao Bảo. Cù Lao Bảo được bao bọc bởi dòng sông Ba Lai và sông Hàm Luông gồm thành phố Bến Tre, huyện Dòng Trơm, huyện Ba Tri và một phần huyện Châu Thành. Huyện Dòng Trơm ưu tiên mời gọi đầu tư 2 dự án. Dự án du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng Cồn Ốc thuộc xã Hưng Phong, cách thành phố Bến Tre khoảng 15 km về hướng đông, được sông Hàm Luông bao bọc và phù sa bồi đắp quanh năm. Tổng diện tích dự án dự kiến khoảng 8 hectare. Mục tiêu dự án nhằm khai thác phát huy tiềm năng du lịch nông nghiệp hướng đến là điểm đến du lịch trọng điểm của huyện Dòng Trơm. Dự án du lịch sinh thái Phong Nẫm thuộc xã Phong Nẫm, quy mô dự kiến khoảng 18 hectare. Mục tiêu dự án hướng đến phát triển sản phẩm du lịch văn hóa. Huyện Ba Tri tập trung ưu tiên mời gọi đầu tư 4 dự án. Dự án du lịch Cù Lao Đất thuộc xã An Hiệp với quy mô dự kiến của dự án khoảng 3 hectare, dùng dự án thuộc vùng đất bãi bồi ven sông Hàm Luông. Hiện tại, trên Cù Lao Đất đang bước đầu hình thành hoạt động du lịch cộng đồng. Dự án được đầu tư sẽ mang đến cho Cù Lao một diện mạo mới. Mục tiêu dự án hướng đến xây dựng khu nghỉ dưỡng, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, tham quan, trải nghiệm, vui chơi giải trí, đáp ứng nhu cầu của du khách. Dự án du lịch Cồn Hố thuộc thị trấn Tiệm Tôm. Tổng diện tích dự án dự kiến khoảng 80 hectare, nằm ở vùng đất bãi bồi ven biển, lợi thế được sự cộng hưởng của hợp tác xã An Thủy, với mong muốn phát triển khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, kết hợp với các hoạt động trải nghiệm của người diêm dân, ngư dân và nông dân trên vùng đất này. Dự án du lịch Cồn Hoài có tổng diện tích kêu gọi đầu tư khoảng 10 hectare, nằm trên vùng đất bãi bồi ven biển thuộc xã Bảo Thuận. Hiện tại, hoạt động du lịch trên vùng đất này đã hình thành và thu hút được sự quan tâm của khách du lịch gần xa từ nhiều năm qua. Dự án hướng đến mục tiêu xây dựng khu nghỉ dưỡng ven biển có thể đầu tư từng dự án. Dự án du lịch văn hóa lịch sử cách mạng Bưng Lạc Địa thuộc địa bàn xã Phú Lễ, quy mô dự án khoảng 3,5 hectare, tổng diện tích 121,16 hectare, chia làm 6 phân khu. Trong đó, khu di tích lịch sử văn hóa cách mạng Bưng Lạc Địa, diện tích đầu tư du lịch dự kiến 3,5 hectare đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, bao gồm các hạng mục như khu trung tâm, khu vui chơi, khu di tích tái hiện, phục dựng, khu nghỉ tỉnh. Mục tiêu dự án nhằm xây dựng và phát triển hoạt động du lịch văn hóa lịch sử, truyền thống cách mạng, các dấu ấn đặc trưng về các làng nghề, sản xuất đã và đang gắn bó với đời sống sinh hoạt của người dân dùng dự án. Nối liền Cù Lao Bảo là Cù Lao An Quá. Cù Lao An Quá được bao bọc bởi dòng sông Ba Lai và sông Tiền, gồm huyện Châu Thành và Bình Đại, hiện đang ưu tiên mời gọi đầu tư 5 dự án du lịch. Trong đó, huyện Châu Thành, 2 dự án du lịch cùng Tân Mỹ và Cồn Quy. Dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cùng Tân Mỹ thuộc xã Phú Túc nằm trên sông Tiền với diện tích dự kiến cho tổng thể dự án là 110 hectare. Hiện tại, đã được phê duyệt đồ án quy hoạch 1/2000. Mục tiêu dự án hướng đến xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch MICE gắn với bảo tồn môi trường, hệ sinh thái và văn hóa đồng bằng sông Cửu Long nhằm phục vụ nhiều đối tượng du khách với mật độ xây dựng thấp. Dự án xây dựng Cồn Quy trên địa bàn hai xã Tân Thạch và Quế Sơn, quy mô dự kiến mời gọi đầu tư khoảng 92,74 hectare. Cồn Quy là một trong hệ tứ linh trên sông Tiền, gồm Long, Lân, Quy, Phụng. Hoạt động du lịch trên Cồn Quy đã được hình thành và phát triển từ rất lâu.
nét sinh thái hoang sơ trên cồn vẫn còn được bảo tồn rất tốt. Mục tiêu dự án hướng đến hình thành khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, phù hợp loại hình du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe. Hiện nay, huyện đang trong giai đoạn hoàn thành việc lập đồ án quy hoạch 1/2000. Huyện Bình Đại ưu tiên mời gọi đầu tư 3 dự án. Dự án du lịch cồn Phú Long thuộc địa bàn xã Phú Long với tổng diện tích dự án mời gọi đầu tư khoảng 10 hectare, phù hợp phát triển du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm cộng đồng. Dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cồn Bình Trung thuộc xã Định Trung được bao bọc bởi sông Hàm Luông và sông Bình Trung. Quy mô dự kiến mời gọi đầu tư 3,5 hectare đã được xác lập thủ tục pháp lý. Mục tiêu dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng, trải nghiệm, thưởng thức ẩm thực đặc trưng của cả ba vùng mặn, ngọt, lợ. Dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, ẩm thực, thể thao, vui chơi giải trí xã Thừa Đức thuộc xã Thừa Đức. Tổng quy mô đầu tư dự kiến 9,2 hectare, đang xác lập hành lang pháp lý bờ biển, đã có quy hoạch chi tiết 1/500. Mục tiêu dự án hình thành khu phức hợp văn hóa, thể thao, du lịch, trải nghiệm, ẩm thực vùng biển. Dự án du lịch cồn Chài 10 thuộc xã Thới Thuận, quy mô dự án dự kiến 725 hectare, có thể đầu tư từng dự án. Mục tiêu dự án hướng đến phát triển khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, tham quan, trải nghiệm, vui chơi giải trí. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Bến Tre còn nhiều tiềm năng vị trí để đầu tư phát triển du lịch thuộc khu vực ven sông, ven biển, trên cơ sở khai thác giá trị tài nguyên bản địa. Trong đó, tỉnh cũng định hướng mời gọi đầu tư bến cảng, bến thủy nội địa, đặc biệt là bến du thuyền với quy mô sức chứa đến 250 chỗ trên sông Hàm Luông, sông Tiền, sông Ba Lai, sông Cổ Chiên, Dàm Khâu Băng để khai thác và phát triển tuyến du lịch đường thủy. Trước mắt, kết nối phát triển du lịch đường thủy thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, tuyến tàu cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre. Để thu hút mời gọi đầu tư trong và ngoài tỉnh, thời gian qua, Bến Tre đã triển khai các chính sách đầu tư của chính phủ như ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng theo từng địa bàn. Cụ thể, trên địa bàn thành phố Bến Tre được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 20%. Trên địa bàn các huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Châu Thành, Dòng Trôm được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp 17% áp dụng 10 năm đầu, miễn 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 4 năm tiếp theo. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, đầu tư nâng cấp phát triển hạ tầng giao thông, hỗ trợ trong việc giải phóng mặt bằng và các thủ tục về đất. Ngoài ra, Bến Tre còn tạo điều kiện thuận lợi giúp cho các nhà đầu tư tiếp cận nhanh nhất các thông tin, các quy hoạch, các dự án, các công trình. Và nhà đầu tư còn được cơ quan chức năng chính quyền địa phương hướng dẫn, khảo sát thực địa, tiếp cận các vị trí, địa điểm dự án để chọn lựa và quyết định địa điểm tối ưu để đầu tư. Đồng thời, các nhà đầu tư còn được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn các bước trong quy trình xin chủ trương hay cấp giấy phép đầu tư. Tin tưởng rằng, với định hướng đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cùng với sự tâm huyết và thiện cảm của các doanh nghiệp và đầu tư dành cho Bến Tre sẽ là động lực và niềm tin để Bến Tre vươn lên tầm cao mới.